Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Giờ khoảng 7 giờ sáng nha các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2024. Thì hôm nay trường tiểu học Trần Hoàng Vũ ở thị trấn Bình Đại có tổ chức lễ tổng kết năm học năm 2024. Vũ xin quay để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Sáu đáp từ bế mạc.
chương trình buổi lễ, kính mời quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh cùng hướng mắt về sân khấu để thưởng thức chương trình văn nghệ do đội văn nghệ của trường tiểu học Trần Hoàng Vũ biểu diễn. Đầu tiên là bài múa Em yêu mùa hè quê em do các em học sinh khối lớp 1 thể hiện. Tiếp theo là tiết mục nhảy hiện đại Vitamina do nhóm học sinh lớp 2, 3, 4 biểu diễn. Và cuối cùng là tiết mục vô cùng đặc sắc do 10 giáo viên nữ của trường tiểu học Trần Hoàng Vũ biểu diễn qua bài múa Một vòng Việt Nam. Kính mời quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô cùng tất cả các em cùng thưởng thức. Thank you.
quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh chúng ta cùng đứng lên ổn định việc chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Mắt hướng nhiều quốc kỳ, chân dung hồ chủ tịch, chào cờ, chào. Cùng
các quý vị khách quý là giáo viên hưu trí, là mạnh thường quân, quý phụ huynh, học sinh cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học Trần Hoàng Vũ về dự đông đủ. Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh chung. Và quý phụ huynh đã gửi hoa và quà tới chúc mừng thầy và trò trường tiểu học Trần Hoàng Vũ. Xin cảm ơn các đơn vị và quý phụ huynh rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý thầy cô giáo, quý phụ huynh của các em học sinh thân mến, một năm học kết lại, đó là lúc các thầy cô giáo nhìn lại những thành quả của mình sau một năm học, những ngày tháng miệt mài bên trang giáo án, những bài giảng sinh động lý thú, những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên và những cái nhìn âu yếm, tất cả giờ đây đã trở thành ký ức của thầy và trò trường tiểu học Trần Hoàng Vũ. Để điểm lại những thành quả đã đạt được trong năm học vừa qua của nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Anh Hùng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên tham qua báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà Hồng Thị Ngọc Hà, phó trưởng phòng tài chính kế hoạch quận Tây, thưa ông Nguyễn Thị Nhân, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn, thưa ông Phan Hữu Sen, quý vị ban thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn, thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh thân mến, thay mặt trên nhà trường xin báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong năm học 2023-2024. Căn cứ vào các thông tin, các chỉ thị, các văn bản, các cách về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2023-2024, trường tiểu học Trần Hoàng Vũ cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đạt được các kế hoạch đề ra trong năm học như sau: về quy mô phát triển trường lớp, trường có 33 lớp với 2 điểm trường, giảm 3 lớp so với cùng kỳ năm học trước. Tổng số phòng hiện có 45 phòng, chọn 30 phòng học và 15 phòng chức năng. Số học sinh đầu năm là 1.132, cuối năm là 1.117. Số học sinh học năm trên năm buổi trong tuần là 6 lớp với 237 học sinh, 9 đến 10 buổi là 27 lớp với 880 học sinh. Số lớp học tiếng Anh là 33 lớp với 1.117 học sinh. Ở khối lớp 1, lớp 2 học tăng cường có 3-4 năm học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình đề án 2020. Học tin học là 33 lớp với 1.117 học sinh. Khối lớp 1, lớp 2 học tăng cường có 3-4 năm học tin học và 100%. Cuộc sống. Chúc các em có kỳ nghỉ hè thật vui tươi, bổ ích trong thời gian học tập ở trường. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Trân trọng cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, là con trẻ chúng ta sinh ra trong lòng yêu thương, được hưởng một cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên, trong số các em học sinh đang ngồi đây, các em phải luôn cố gắng nỗ lực vươn lên số phận để đến trường, để học tập, rèn luyện. Và để khích lệ tinh thần hiếu học của các em, ngân hàng BIDV Bình Đại sẽ trao các suất học bổng để động viên tinh thần, giúp các em phần nào vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, đại diện ngân hàng BIDV Bình Đại lên trao học bổng cho các em. Mời các em có tên sau đây bước lên sân lễ: Bùi Minh Tiến, Ngô Thị Ngọc Diễm, Ngô Thị Trúc Đào, Nguyễn Hoàng Tường Vi, Nguyễn Ngọc Quang Vinh, Trần Hoài Ngọc, Lê Gia Huy, Mai Thanh Kiều My, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Lâm Ngọc Ngân. Thank you.
xin trân trọng kính mời bà Trần Thị Trúc Mai, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên công bố quyết định khen thưởng và tổ chức điều hành phần khen thưởng. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo và các em học sinh, năm học 2023-2024 là năm học mà trường tiểu học Trần Quang Vũ gặt hái rất nhiều thành công. Tất cả là nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng của tập thể giáo viên, nhân viên, nhà trường và sự ham học rèn luyện của các em học sinh. Cụ thể, trường đã đạt những thành tích sau: đạt 2 giải nhất cấp quốc gia của em Trần Nguyễn Thiện Nhân và em Nguyễn Ngọc Thảo Tiên lớp 3, chiến sĩ nhỏ Điện Biên cấp tỉnh của em Quỳnh Lê Pha Lê lớp 5, giải khuyến khích hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, và đây là giải khuyến khích duy nhất mà toàn huyện đạt được trong hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh. 3 giải nhất viết chữ đẹp cấp huyện của em Phạm Lê Nhã Phương lớp 2, em Trần Thị Khánh Thi lớp 4, em Nguyễn Phan Như Ngọc lớp 5. 2 giải nhì viết chữ đẹp cấp huyện của em Trương Phan Diệp Phương lớp 1, em Lê Như Ý lớp 3. Giải nhất vẽ tranh cấp huyện của em Trần Nguyễn Minh lớp 3, Lê Nguyễn Thị Tiên lớp 4, em Lê Thị Phi lớp 5. Giải ba tiếng Anh cấp huyện của em Nguyễn Đặng Tường Vi lớp 1, em Vũ Hà Phương lớp 2, em Nguyễn Phúc An lớp 3, em Phan Nguyễn Minh Khôi lớp 4 và em Hồ Vũ Thanh Vi lớp 5. Và rất nhiều giải thưởng trong các hội thi đấu trường toán học và trạng nguyên tiếng Việt, tất cả đã được nhà trường tổ chức trao thưởng cho các em trong các tiết sinh hoạt dưới cờ. Và hôm nay trong buổi lễ này, chúng tôi xin trao những giải thưởng vừa nhận quyết định và các thành tích mà giáo viên đã đạt được. Sau đây là phần trao giải thưởng sáng tạo thanh thiếu niên di động cấp huyện. Chúng tôi xin trân trọng mời các em có tên sau đây bước lên trên. Em Phan Nguyễn Minh Khôi lớp 4, em Võ Nguyễn Minh Tú lớp 4, em Nguyễn Hoàng Thiên Kim lớp 4, em Võ Yến lớp 4 với sản phẩm phần mềm. Mời em Võ Lê Bảo Trâm lớp 3, em Nguyễn Ngọc Mai Trâm lớp 4, em Quỳnh Lê Pha Lê lớp 5, em Phan Hà Ngọc Trâm lớp 5 và em Trần Nguyệt Minh lớp 3 với sản phẩm bộ hạt tranh hoa lá. Mời em Mai Trương Thị Ngân lớp 2, em Võ Nguyễn Duy Tường lớp 4, em Trần Hữu Phúc lớp 4, em Võ Tấn Lộc lớp 4, em Trần Nguyễn Tú Nhi lớp 4 với sản phẩm hai giấy. Và chúng tôi cũng xin trân trọng mời tất cả giáo viên hướng dẫn ba sản phẩm này cùng bước lên trên sân lễ. Xin mời cô Thu Thảo, cô Thanh, cô Linh, cô Phúc, cô Thi, cô Liên và cô Đẹp. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Vũ Sang, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn lên trao. Xin trân trọng kính mời. Giới thiệu thêm với toàn quyền. Toàn quyền chúng ta có 63 đơn vị trường học cấp 3, cấp 2, cấp 1 và mầm non tham gia hội thi sáng tạo thanh thiếu niên di động cấp huyện. Thì có 9 sản phẩm được chọn để tham gia dự thi cấp tỉnh. Trong 9 sản phẩm đó thì trường tiểu học Trần Quang Vũ vinh hạnh được có 3 sản phẩm để tham gia thi cấp huyện. Đây là sự cố gắng vất vả và sáng tạo của tập thể giáo viên, nhân viên và đội ngũ học sinh của trường. Xin tất cả các bạn cho một tràng pháo tay để cổ vũ 14 bạn tham gia hội thi ạ. Thank you.
Hồng Ngoan, cô Trần Thị Diễm Bút, cô Phạm Trúc Linh, thầy Lê Văn Tỷ, cô Phạm Hoàng Nguyễn Trân, thầy Võ Triều Mới, cô Võ Thị Thanh Trà, cô Đặng Võ Kim Cương, cô Quỳnh Thị Anh và cô Lê Thị Thanh Vân. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thị Nhân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn và bà Võ Thị Thu Hồng, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Trần Hoàng Vũ lên trao giấy chứng nhận. Kia mấy ghế nhà trường đã đại diện nhà trường cho và bây giờ đã biết chủ nhiệm tất cả các quyền và đã rất là vinh dự và tự hào vì 22 giáo viên đều đạt được thành tích giáo viên chủ nhiệm tất cả các quyền trong năm học 2023-2024. Cô Phan Thị Hồng, cô Quỳnh Thị Kim Dung, cô thầy Nguyễn Văn Trung, cô Nguyễn Thị Thi An,
cô Nguyễn Thị Kim Thi, cô Phan Thị Ngọc Điệp, cô Phạm Hoàng Nguyễn Trân, cô Quỳnh Thị Hồng Hoa, cô Trần Thị Diễm Phúc, thầy Nguyễn Văn Phượng, cô Đặng Võ Kim Cương, cô Lê Thị Vi Anh và cô Lê Ngọc Liên. Đây là 17 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào của nhà trường. Và hôm nay trong buổi lễ tổng kết ngày hôm nay được thầy hiệu trưởng trao thư khen. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy Ngô Anh Hùng và hiệu trưởng nhà trường và thầy Lê Bá Đạt bước lên bên trên để trao thư khen cho 17 thầy cô. Xin trân trọng kính mời ạ. Đặc biệt là phụ huynh của lớp 14 đã hỗ trợ cho 10 môn 17.